Cũng trong phiên thảo luận tại tổ chiều nay, nhiều ý kiến cho rằng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội khá đầy đủ. Tuy nhiên thì các lĩnh vực khác như an toàn xã hội, tình hình an toàn giao thông cũng cần có sự đánh giá tác động trong báo cáo. Đại biểu nhận định, thu ngân sách từ dầu thô và cân đối xuất nhập khẩu trong những năm vừa qua bị giảm, bên cạnh đó các nguồn thu khác cũng bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn 15-20 mà qua cái báo cáo tổng kết, thì tôi thấy cái thất thu về ngân sách, về cái nợ đọng, về thuế, rồi cộng như là nợ xấu là còn quá cao, 5,8%. Nhưng trong nội dung giải pháp, giải quyết và định hướng trong kinh tế cái phát triển kế hoạch 5 năm tới thì chúng ta không có một cái tí nào đưa về cái giải pháp của cái nội dung này. Nhìn nhận ở một góc độ khác, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nhận thấy kinh tế tư nhân chưa có nhiều khởi sắc. Kinh tế tư nhân thì chưa thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nếu nhìn nhận từ sự đóng góp, từ năng suất lao động và khả năng chiếm lĩnh những ngành sản xuất đòi hỏi công nghệ lõi, thì nếu mà tách các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực kinh tế tư nhân có liên quan đến đất đai, thì bức tranh của doanh nghiệp tư nhân cũng khá là ảm đạm. Các đại biểu cho rằng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội khá đầy đủ. Tuy nhiên, các lĩnh vực khác như an toàn xã hội, tình hình an toàn giao thông cũng cần có sự đánh giá tác động trong báo cáo để có bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước.